Chính phủ Australia tuyên bố sẽ chi gần 1 tỷ đô la Australia để hỗ trợ cho những nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình, đồng thời đưa ra các biện pháp mới để kiểm soát nội dung khiêu dâm và bạo lực trên Internet. Đây là một nỗ lực của chính phủ Australia nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng về bạo lực giới. Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo tiểu bang và liên bang, Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố khoản tiền là 925,2 triệu đô la Australia, tương đương với 600 triệu đô la Mỹ, để thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính lâu dài cho những người đang trốn chạy khỏi nạn bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, thì Thủ tướng cũng công bố một loạt biện pháp mới nhằm kiểm soát nội dung khiêu dâm, bạo lực trên Internet để hạn chế tuyên truyền những nội dung độc hại, cực đoan, gây ảnh hưởng tới nữ giới. Trước đó, vào ngày 27 và 28 tháng 4, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại Australia để phản đối nạn bạo lực đối với phụ nữ. Chính phủ Australia cho biết, kể từ đầu năm cho tới nay, trung bình cứ 4 ngày lại có một phụ nữ thiệt mạng do bạo lực giới.